Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cái món đậu hũ viên chiên. Đây là cái món mà các bạn tuổi teen cũng như là các bạn trẻ nhỏ nhà rất là thích mê luôn đó. Thì với cái cách làm đơn giản, các mẹ và các chị ở nhà hãy tự tay làm cho các cháu nhỏ của nhà mình ăn nha. Với cái nguyên liệu rất là đơn giản như là đậu hũ, cà rốt, trứng, xúc xích, hành và ít ngò. Thì đầu tiên mình đi cắt cái cà rốt này ra nè. Thì hôm trước có nhiều bạn nói đó, sao mà mình cắt nhanh như vậy? Các bạn nói mình giỏi quá, mình cắt nhanh, nhưng mà không phải đâu các bạn. Vì cái công việc của mình mình làm nó quen tay. Cũng giống như là các chị bán hàng ngoài chợ gì đó, mấy chị làm quen rồi, mấy chị cắt nhanh thoăn thoát luôn. Mà thật ra chính các bạn mới là người giỏi. Các bạn luôn tìm tòi, luôn học hỏi những cái món ăn thật là ngon, thật là mới và chịu khó nấu cho gia đình. Các bạn là những người phụ nữ rất là tuyệt vời. Mình chẳng qua là những cái người làm nó quen tay thôi, chứ không phải giỏi bằng các bạn đâu. Cà rốt và xúc xích thì mình cắt giống nhau ha. Mình cắt từng cái hạt lựu thật là nhỏ luôn nha. Mình đừng có cắt hạt lựu to quá thì lúc nữa mình vò viên nó dễ bị rớt ra lắm. Cái sự kết dính nó kém đó. Thì với cái liều lượng này thì mình sử dụng là 1 cây xúc xích, 1 hành lá thì mình dùng 1 cây hành lá luôn nha. Hành lá và ngò thì mình cắt nhuyễn ra. Nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết ở đây này nè. Thì đầu tiên mình sẽ nghiền cái đậu hũ này ra. Đậu hũ này là mình dùng 400g đậu hũ. Thì đậu hũ trắng nào cũng được các bạn nha. Nhưng mình dùng đậu hũ bìa thì khi mình chiên nó sẽ giòn ngon hơn nha. Đậu hũ mình đã nghiền xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ trộn tất cả cái nguyên liệu vào. Thì đây là nửa chén bột chiên xù là 70g, 70g cà rốt, vào 1 cây xúc xích, 1 cây hành lá, 3 cây ngò rí mình cắt nhuyễn ra và 1 cái trứng gà, nửa muỗng canh sữa đặc là 10g đó, và nửa muỗng canh mayonnaise, nửa muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê tiêu. Thì mayonnaise và sữa đặc mình nêm vào trong này để giúp cho cái món đậu hũ mình nó có vị béo ngon hơn đó. Mình nhồi đều lên ha, để cái đậu hũ này nó kết dính với các nguyên liệu này nha. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cái chảo dầu. Và mình thấy cái dầu nó sôi quanh đũa đây nè, sôi nhẹ nhẹ quanh đũa rồi. Thì bây giờ mình chiên ha. Thì chiên cái đậu hũ viên này thì mình để lửa vừa, để lửa trung bình đó. Thì các bạn cũng có thể là vò từng viên, hoặc là các bạn vắt như vậy, các bạn nặng lên như vậy nè. Đó, rất là dễ và nhanh nữa. Thì để chiên nó được vàng đều thì các bạn vò hết từng viên đi ha. Rồi mình mới cho vào chảo dầu mình chiên thì nó dễ hơn. Hoặc là mình cho từng viên vào chiên cũng được. Nhưng mà nếu mà cái viên nào vàng trước thì mình vớt ra trước nha. Đậu hũ mình chiên nãy giờ bắt đầu nó xém vàng rồi nè các bạn ơi. Nó xém vàng vàng như vậy nè, là các bạn chuẩn bị các bạn vớt ra là vừa rồi. Vì lát nữa mình để nguội nó còn vàng giòn hơn nữa đó. Đó, bây giờ mình chuẩn bị mình lấy cái vợt mình vớt ra luôn nha. Rồi vàng đều rồi thì bây giờ mình vớt ra. Và mình cho va rổ, mình để cho nó ráo dầu ha, để cho nó giòn lâu hơn đó. Rất là dễ dàng, như vậy là đã xong cái món đậu hũ viên chiên của mình rồi. Khi các bạn chiên xong các bạn thấy cái mùi hành đậu hũ thơm lắm luôn á. Thơm mùi đậu hũ, mùi hành. Các bạn ăn cái này các bạn sẽ cảm nhận được ở bên ngoài nó giòn nhẹ, thơm của hành và bên trong béo ngon của đậu hũ. Và nếu các bạn mà cho trẻ nhỏ nhà ăn thì các bạn có thể là chấm tương ớt, tương cà. Còn mình ăn cơm cũng được nữa. Nếu mình ăn cơm thì mình chấm với nước tương, cho thêm miếng ớt nữa nha, thì rất là ngon. Và những ngày ăn chay thì các bạn có thể làm cái món đậu hũ viên chiên này. Thì mình có thể là không sử dụng xúc xích, cũng như là trứng ha, thì mình thay thế bằng tàu hũ ki hoặc là những cái sườn chay mình cho vào đậu hũ mình chiên ăn cũng rất là ngon, hoặc là bún tàu cũng được. Và như vậy thì mình cũng xin chào ha, và mình hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái món nem nướng nha, trong video lần sau ạ.